đúng không? Nhưng mà hai chữ A gặp nhau sẽ lược bỏ một chữ A, nó sẽ kết hợp lại thì lược bỏ một chữ A thì vẫn còn hai chữ sợ. À, mạnh nát sợ. Chia A ơ như thế nào thì chúng ta chia như thế. Vào được phía sau nó là đi ơ yô. Hoặc là sumida. Mana sumida. Thay cho A vô này mình có là đuôi sumida. Tôi đã xem bộ phim này rồi. Cô có y dọn hoa. Y dọn hoa rơ. Thay vì bài ô bốn ni ta vân vân tương tương. Thì bây giờ kết thúc bằng ô tương tự như ai vô. Mình không a nữa mà đây là gì đây? Quá khứ nó phải giác đúng không? Ba sợi ô. Ba sâm ni ta. Bà sợ nhỉ ta. À, rồi bây giờ cái chỗ này các bạn cần chú ý như thế này này. Ví dụ như mình có dẹp bư đà là đẹp, mình nói là cái này hôm qua là gì đã rất là đẹp hay như thế nào đó, quá khứ của tính tình nó cũng đi chia như động từ. Thì ở đây khi chia về đuôi a ơ thì cái thằng ơ này nó bị bắt quy tắc. Thì như bắt quy tắc này chúng ta sẽ được học sau. Học sau vào cái bài cuối cùng để cô gom hết đuôi câu và cho các bạn một lượt. Nhưng đến phần nào thì cô chỉ hướng dẫn, nói chung là hướng dẫn sơ qua thôi. Khi học kỹ thì chúng ta sẽ nắm lại cái bắt quy tắc kỹ để chúng ta sử dụng cho sau này luôn. Dẹp bơ ta. Mình chia về a ơ thì nó thành dẹp bơ yô. Nhưng bây giờ bắt đầu bằng đuôi áp chết, nó cũng là đuôi nguyên âm a ơ, thì nó cũng bị bắt quy tắc. Thì ở đây nó cũng thành dẹp bơ sợ. Thay vì dẹp bớt sơ dầu thì cô có dẹp bớt sơ mì đạ. À, tôn kính trang trọng. Nhưng các bạn, thì hiện tại khi chia về đuôi tôn kính trang trọng, dẹp bư tà này không bị bắt quy tắc. Tại vì nó không kết hợp đuôi a ơ. Tại vì sao? Tại vì khi chia về hiện tại, dẹp bư tà này, mình bỏ tà đi mà mình đi với b sơ mì tà thôi. Nó đâu có bắt đầu bằng đuôi nguyên âm gì đâu. Thì nó là không bị bắt quy tắc. Không bị bắt quy tắc thì mình giữ nguyên cái động từ gốc của nó và mình chia dẹp bư tà bỏ tà đi thành dẹp bưng đi đã. Cho nên hiện tại nó là bình thường nhưng quá khứ là bị bắt quy tắc. Tại vì quá khứ là trải qua một giai đoạn át ớt thì nó gặp đuôi nguyên âm bị bắt quy tắc. Hiện tại là dẹp bưng đi đã nhưng mà quá khứ người ta không dẹp bưng nữa mà dẹp possum đi đã. Đó chính là như thế ha. Những cái bắt quy tắc kia cũng vậy. Ví như như ơ rất tạ. Cô nói sơ qua là khi nào học có quy tắc thì mình học một lượt bốn cái luôn cho nó nhẹ nhõm ha. Ơ rất sơ mì đà này cũng tương tự như thế. Khi chúng ta chia về đuôi sơ mì đà nó không bị bắt quy tắc đúng không? Tại vì nó không phải là đuôi nguyên âm bắt đầu. Thì chỉ việc chúng ta bỏ gì đây giống thằng này. Bỏ tà đi và chúng ta đi với gì đây? Đuôi bê sơ mì tà, không có bắt chim, ơ rớp tà, bỏ tà đi, không có bắt chim đi bê sơ mì tà. Nhưng khi chia về đuôi a vô, nó lại bắt đầu bởi đuôi a ơ, thì thằng này nó bị bắt quy tắc. Thì nó sẽ bị biến thành u. U, kết thúc của mình thêm ơ vô, có thành là ơ đâu ơi rồi. Khi chia về quá khứ, thì nó cũng bắt đầu bằng át ớt, thì là nó cũng bắt quy tắc. Thì thay vì đây ơ đâu ơi rồi, thì thằng này không phải là ơ, mà nó quá khứ nó phải là ớt. Điều sai không? Thì là ở đó what's the need ta? Còn muốn chia về đuôi gì đây? Tôn kính trang trọng thì là thay vì what say không? Thì ở đây nó có là thay say không thành sức gì ta? Là được ngay. Tại vì các bạn phải nhớ khi chia về quá khứ nó phải trải qua một giai đoạn là add up thì nó mới đi với đuôi câu. Cho nên chính vì như thế
cái thằng này hiện tại thì nó đâu có trải qua một giai đoạn a ơ ớt ớt gì đâu, thì chúng ta gì đây chỉ việc động từ gấp mà chúng ta đi với cái đuôi câu đó. Nhưng mà khi chuyển về quá khứ thì thằng những cái thằng này nó lại thêm một trải qua một giai đoạn át giấc, thì nó lại bị quy tắc. Cho nên có nhiều trường hợp hiện tại thì không bị bắt quy tắc, nhưng quá khứ là lại bị đó. Chính vì quá khứ nó phải trải qua một giai đoạn át ớt thì mới, nó mới đi với đuôi câu. Cho nên chúng ta phải 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 tìm hiểu để chúng ta nói cho nó chính xác. Ví dụ như chúng ta nói ở đâu quay rồi, quen rồi, thì chúng ta nói ở đâu omnita là không được, ở đâu omnita. Và khi chúng ta học, chúng ta phải học từ gốc, từ chính, từ gốc của nó để chúng ta chia về từng đuôi câu. Ở đâu ta, từ gốc của nó là ở đâu ta. Khi chia về đuôi ao nó bị bắt quy tắc thì mới trở thành là a à, gì đây ở đâu quay rồi, thì chúng ta mới nói được là ở đâu quay rồi. Nhưng mà khi mà ở đâu ta chia về đuôi b omnita nó đâu có bị quy tắc, thì chúng ta chia đâu có được chia về ở đâu làm gì, đúng không? Không được phép chia, mà là từ gốc của nó chia ra. Ở đâu ta bỏ ta đi, ở đâu xem gì đó. À, và chính về quá khứ, chính về quá khứ thì nó chia về một đoạn ác nhất, cho nên nó bị bắt quy tắc. Cho nên chỗ này, sao chỗ này lại là gì đây, ở đâu xem gì ta, mà chỗ này lại ở đâu quá xem gì ta. À, cho nên là đôi cũng khắc mắc ha. Chính vì đấy, à, nó trải qua một giai đoạn át giấc thì nó phải bị bắt quy tắc, cho nên chính vì như thế mình mới hiểu ra được nhiều câu nhiều từ mà chúng ta nói làm sao cho đúng, lúc nào là ở đâu ơi, lúc nào ở đâu semeta, lúc nào ở đâu what semeta, lúc nào ở đâu gì đây ở đâu ơi, à vâng vâng ở đâu what say à. À, để ý những cái chỗ từ bắt quy tắc, những cái từ này cho cô ha, sao mình làm bài mình khó cứ học sơ sơ qua đi, rồi mình sẽ học kỹ lại thôi. Cái bắt quy tắc này. Rồi tiếp tục thêm một cái nữa, ví dụ như từ tực tà này cũng vậy này. Cô ví dụ như từ tực tà. Tực tà khi chia về đuôi a ơ, vì sao cô nói tực tà này bị bắt quy tắc biến thành r? Nó gặp đuôi a ơ. Thì tực tà này mình chia về đuôi gì đây? A ơ nó thành tư rơi rồi. Đi với đuôi nguyên âm nó bị thằng tờ này nó bị biến thành r. Đó. Nhưng mà khi mình chia về đuôi tôn kính trân trọng thì mình chia từ gốc của nó các bạn. Chia về đuôi a ơ nó bị bắt quy tắc thì mới thành tư rơi giờ thôi. Còn từ gốc của nó phải là từ thực tà. Chúng ta chia cái nào chúng ta phải chia từ gốc của nó. Chúng ta nói a vô nó quen rồi. Chúng ta tưởng là cái gì cũng a vô, không phải. À, chúng ta phải học từ gốc để biết nó chia về dạng như thế nào, nó sẽ biến như thế đó. À, thì bây giờ thực tà này bỏ tà đi, không bị bắt quy tắc thì nó vẫn là từ của nó. À, tực sumida. Còn bây giờ chia về quá khứ. Quá khứ thì thằng này thành từ rất sale này. Tại vì thay vào ơ, quá khứ mà đi với ơ. Mà đi với ơ vô. À, từ rất sale. Thì chỉ việc thay thằng sale bằng lại đây sumida, nếu mà tôi kính trọng trọng, là tại vì hai thằng này trải qua giống nhau. Nó đi với áp giáp thì nó đi với đuôi câu. À, cho nên chỗ này không bị bắt quy tắc, nhưng chia về quá khứ từ rất xung gì ta lại bị bắt quy tắc, tại vì nó trải qua một giai đoạn này các bạn. À, cho nên là khi chúng ta gì đây chia đúng thì chúng ta mới nói đúng các bạn. Rồi, bây giờ tiếp tục cô quay lại vài ví dụ nữa. Đây là cô nói sơ qua các quy tắc ha, và những trường hợp. À, bạn nhớ cho cô một điều như thế. Rồi, bây giờ cô ví dụ này. Bây giờ cô chuyển sang quá khứ hết, luôn quá khứ hết. Tuần trước, tôi đã cùng du lịch đi, đã cùng gia đình đi du lịch ở Jeju tôi. Tuần trước nha các bạn, quá khứ rồi. Thì chúng ta chia hết về quá khứ. À, đây nói về hành động chúng ta đã làm hết luôn. Từ hôm trước tới giờ chúng ta học cái gì? À, 지난주에 가족화까지 여행 아, 제주도 제주도에
Your hanger has the your. Là tại vì trình nam châu tức là dễ từng trước hành động chúng ta xảy ra rồi, chúng ta đã đi rồi đây. Asaya, tôn kính trang trọng. Khasamida, thay vô bằng samida thôi, đơn giản ha. Rồi bây giờ danh từ này. Danh từ các bạn ghi cho cô. Danh từ cũng có dạng quá khứ. Ví dụ cô nói hôm qua đã là sinh nhật của cô. À, tôi lúc trước đã là giáo viên nhưng bây giờ tôi là bác sĩ chẳng hạn. Đúng không? Danh từ quá khứ. Thì danh từ mà có bắt chim. Các bắt chim. À, thì chúng ta đi với is và cộng với ơ. Nếu muốn đi với sumnita, sumnika thì chuyển về là i sumnita. Ha. Thằng này. Còn không có bát chim, chúng ta đi với dớt và còn với sơ vô. Thì dớt sơ vô, thay cái thằng sơ vô là tôn kính trang trọng là sumnita vào là ok. Hiện tại là y yêu vậy yêu, hoặc là đuôi tôn kính trang trọng là imi cá imi ta. Còn quá khứ là i ớt sờ yô, i ớt xâm nì ta, yết sờ yô, yết xâm nì ta. Cô nói hôm qua đã là sinh nhật của tôi. Tại vì hôm qua mà cô bạn cô nói hôm nay là sinh nhật của tôi thì ok, ô nơ đi, chè xe nín đi ế ô, xe nghi đi mì ta, thì ok. Nhưng mà ờ chê, hôm qua đã là sinh nhật của tôi, hôm qua rồi. À, thì chúng ta phải chia về quá khứ, danh từ quá khứ. Thì ở đây cô có là ờ chê chê xe nghiêng có ba chim kia và cộng với sơ còn tôn kính nữa kia cộng với sùm đạ à kia sơ kia sùm đạ. À, lúc trước tôi là bác sĩ, tôi đã là bác sĩ nhưng bây giờ à tôi là nhân viên công ty chẳng hạn. À, về cho nè à, về cho nè nữa à, cho vào ương nương vào cho nó có chủ ngữ ạ. Về cho nè nữa ui xa, ui xa này đâu có bác chim thì đi với dớt gì đây các bạn. Mình đang học tôn kính trang trọng, bây giờ sử dụng tôn kính trang trọng ha. Dớt thay vì sayo thì không dùng sayo nữa, dớt sumida, bỏ ơ vô nên thay thế sumida thôi. Ui sa dớt sumida. Hajiman. Chikumun. Huesawon. Imni. Huesawon imni. Imnida. Người xa rất sợ yo. Hai chị mang chị cứ mơ người xa quân nhỉ yo. Cô ơi, đây là cái dây cho nên là hồi xưa trước kia đúng không cô? À đúng rồi, trước kia hoặc là lúc trước. Dễ cho này. Dễ cho này nữa. Người xa rất sợ người ta. Hai chị mang chị cứ mơ người xa quân nhỉ yo. Đã, đối với danh từ quá khứ, những cái danh từ quá khứ mà nó đã trải qua rồi, ví dụ hôm qua đã là sinh nhật của tôi, à lúc trước tôi đã là cái này, tôi đã là cái kia, à ví dụ như à thứ bảy tuần trước đã là ngày 25 mà đấy đúng không các bạn. Bây giờ hiện tại là gì đây, ngày à, mình không biết nhưng mà à, thứ bảy tuần trước đã là ngày 25 mà, tại vì tuần trước rồi.
từng trước rồi, cho nên là nó đã trải qua cái ngày đấy rồi à, đúng không? Đó. À, chín năm chu thủy đề, hoặc là chín năm chu thủy được. Ví dụ như là là ngày 29 à. Đã là ngày 29 à. À. Chín năm chu. Chín năm chu thủy yên hoặc là hoa dù yên. Hoa dù yên đó. Y sếp của yên y áp sân cá có bắt chim mình đi với nghề cá y áp sân cá à, bây giờ chúng ta nghề cá thì tà ha còn ai vô nãy giờ chúng ta ví dụ rồi nếu muốn ai vô thay vào nghề cá thì tà ai vô đấy y áp sân á à, à. Chị nói chú hồi vô đi y sếp của yên đi y áp sân nghề cá à. Y sếp của일이었습니까? 네, 맞습니다. Vâng, đúng ạ. Cô ơi, cái về trên nên ơi sai. Yết sunita cô hay là ớt sunita thì cô Dớt thấy ông thấy hai dấu dớt dớt nha, không có bát chim mình đi với dớt ha. Có bát dạ chim thì mình đi với y và còn bị ớt à, để ha. À cái sunita ta ai cái sunita ta cô ơi, cái từ mà yết na đê á với cái từ mà về cho nghe là nó nghĩa nó giống nhau hay là khác về cho nè à dễ na đê là mình nói ngày xưa ngày xưa ngày xưa ha nó lâu hơn tí xíu hiểu ý cô không ngày giữa ngày ngày xưa xưa còn này là lúc trước lúc gì đây lúc trước hoặc là ngày trước cho nên là gì đây nó không xưa 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 ngày xưa khi tôi còn nhỏ đó nó xưa ha nó nghe nó xưa quá dẫn ra đây ở đây xin tê ha còn về cho nên là lúc trước khi trước nghe nó xưa quá về cho nên là giống như là ông bà ta ngày xưa cái việc gì mà nó cũ nó xưa Trước giờ em dùng dép nai không cô? xưa 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 ha không xưa lắm các bạn ngày lúc trước mình làm cái gì lúc trước thôi mình đâu có đến nỗi xưa gì các bạn xưa là gì đây là cái thời kỳ chúng ta ông bà chúng ta ngày xưa á nó xưa 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 ấy xưa là mấy chục năm ấy còn vậy cho nên là được trong cái khoảng thời gian mà chúng ta sinh sống thì vậy cho nên là được khoảng thời gian mà hết thời kỳ chúng ta đấy dù ông bà xưa xưa ví dụ như là à dễ na đê bệ thưa nam chip dễ na đê truyền thông à, gì đây truyền thông ột dễ na đê chip gì đó ha cúc truyền thông chip gì đó là dễ na đê à. Dễ na đê ngày xưa có câu công chúa ông hoàng tử gì đó à, người ta hay dùng dễ na đê xưa xưa ngày xưa ngày xưa rồi bây giờ cô bơi ha rồi bây giờ cô chia tiếp vài câu xong mình đến ngữ pháp tiếp theo nha cái phần này nó cũng rất là đơn giản khi chúng ta chia đôi về ao vô nó nhuần nhuyễn rồi thì bây giờ chia về quá khứ cũng không là một chuyện khó đối với chúng ta tại vì là gì đôi ao là mình bây giờ chia từ bài 1 tới bài 8 là nó rất là dễ dàng rồi thì bây giờ cũng bắt đầu bằng đuôi ao thì chúng ta cũng chia như thế nhưng bây giờ quá khứ thì chúng ta thêm ạ ở đổi vị trí thôi đó ok rất nhiều ví dụ như trong trường hợp là
À, tôi đã uống cà phê, và đã uống cà phê. À, tôi đã uống cà phê, lúc nãy tôi đã uống cà phê rồi. À, cà. Cơ phì đơ. Mà xì đã. À, mà xì đã thì thay vì mà xơ, thì bây giờ mà xơ, À, mà xơ xèo. Để tiếp tục, Inna ta đã làm việc rồi, Ines rồi, Ines rồi, Shopping hết rồi, Công bu hết rồi, Khá rồi, Ba rồi, Quá rồi, từng 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 từng, đơn giản thôi. Quá xâm nì đa, mà xa xâm nì đa, Công bu hết xâm nì đa, Ở rập xâm nì đa, ở đâu quá xâm nì đa. Đơn giản ha. Chinkurang iyaki hetsuyo hetsumnida. Chichange khatsuyo khatsumnida. Hành động ha, chúng ta chia quá khứ tất tật tật cái hành động rất là đơn giản. Chúng ta chia về thay vì là gì đây? Heyo thì nó quá khứ là hetsuyo. Mà tôn kính trang trọng nữa không thích xây thôi, bây giờ là hiện tại mình cao cấp hơn rồi, bây giờ đây trong trường hợp trang trọng rồi. Masit ta khasumi ta in hết sumi ta chinh cô đơn mạnh sumi ta khoai rừng sát sumi ta công ngôn này khát sumi ta công ngôn này sẽ sang xếp hết sumi ta. Rồi, ok phần này chưa? Đơn giản đúng không? Cô đi tiếp một phần nữa ha. Đó là danh từ gì với tôi? Còn hỏi cô phần nào ở trong bài này nữa không? Rồi không còn hỏi mình đi với tô ha. Hôm nay mình đi tiếp một cái ngữ pháp nữa, đó là danh từ đi với tô. Cái thằng này nó chỉ đi với danh từ thôi. Danh từ đi với tô, hôm trước mình học danh từ đi với ha cô rồi, đó là và. Nhưng thằng tô này nó có nghĩa là cũng. Tiếp theo. Bây giờ đi danh từ đi với tô có nghĩa danh từ đi với tô cũng có nghĩa là cũng cái danh từ đấy. Cái này nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ như cô nói cô mua quần và cũng mua cái váy. Thay vì cô nói ba chi hà cô chi ma đừng sai à, tôi mua quần và cái váy, nhưng cô tôi mua quần và cũng mua váy, cô mua chia hai cái khác nhau, mua cái này cũng mua cái kia đó. Chi mai à chi mà rừng xăm đi đã, bây giờ quá khứ chiều quá khứ hết sát xăm đi đã, tôi đã mua cái váy và cũng mua cái quần, cứ đi cô ba chị cũng mua cái gì, cũng mua cái quần thì là đấy ba chị tô đây, cái nào cũng danh từ đi với tô có nghĩa là cũng cũng mua cái quần này, ba chị tô sát sừng ra. Đó, ở phòng khách có cái bàn và cũng có cái ghế, thay vì cô nói bàn và ghế thơ xin nè à chắc sang hà cô ủy ra ca ít sơ ra, thì bây giờ cô muốn cũng vào có cái bàn mà cũng có cái ghế. Cơ gì đây? Chiếc sàn nghi ta có cái bàn mà cũng có cái gì nữa, cũng có cái ghế nữa, cứ đi cô. Ươi ra cũng có cái ghế thì ươi ra tô. À đây cũng có cái mua quần mua váy cũng mua cái quần có cái bàn
cũng có cái gì à cười đi cô ủi ra to ý xong đi đã hôm nay tôi cũng đi làm hôm nay cũng đi làm đáng lẽ hôm nay là nghỉ đó mà hôm nay cũng đi làm vì gì đây vì công việc nhiều quá y đương mà nay à cứ đây sao ô nương tô chui cân hầm gì đã à là gì đây y đương mà xem gì đã Y chang hay y sa cô ừ cha ừ cha các bạn y chang à ừ ừ cha nha à, gọi là sao rồi bây giờ cô nói là ồ y đi Yiri mansumnida. Kureso? Onung to hôm nay cũng đi làm. Chui cực. Hamnida. Chui cực hamnida. Ô nắng gì đấy mà sao người ta cứ để sau nó tôi chụp cần thằng người ta tôi học tiếng Anh và cũng học tiếng Hàn thay vì mình nói tiếng Anh và tiếng Hàn cái nào các bạn cũng được giọng ngô hà cô hăng cú cờ rên cùng bù heo đúng không nhưng mà này cái này đấy cô muốn cũng vào trong đó học tiếng Anh và cũng học tiếng Hàn luôn đấy mình nói tiếng Việt mình bình thường cũng vậy đúng không các bạn vậy là gì đây Dân ở cùng bu hè à, cùng bu hầm nida sẵn hầm nida rồi hầm nida luôn à, hăng cu cờ tô cũng học tiếng Hàn luôn cũng thì đây cũng nào đi với cùng đây à, hăng cu cờ tô cùng bu hầm nida hoặc là thề nida nhưng các bạn để ý cho cô khi chúng ta đã có tô rồi thì những trợ từ ưng nưng ưng rưng bị lược bỏ các bạn thấy không đáng lẽ chỗ này nó có động từ các bạn thêm rưng vào nhưng mà đã có tô rồi những chữ từ này bị lược bỏ này các bạn không dùng ba chi rưng tô cũng không dùng ba chi tô rưng đã có tô rồi thì những trợ từ lược bỏ ở đây nó không có tô thì trợ từ nó cho vào này chị ba rưng sát xâm mì tà cứ đi cô bà chị tô sát xâm mì tà cũng mua quần áo có tô rồi thì trợ từ ưng rưng không thêm vào kể cả y ca kể cả ưng nưng những trợ từ ưng rưng y ca ưng nưng không thêm vào chỗ này cũng thế thay vì cô nói có cái bà và cũng có cái ghế đáng lẽ đi với ít tờ ập tờ mình phải đi với y ca đúng không nhưng mà chỗ này đã có tô rồi thì không có y ca mình không thể ghi là ui cha tô ca y sư mi tà được mà cũng không thể ghi là ui cha ca tô y sư mi tà được không có y ca ở đây ở đây thì có y ca này tại vì nó không có tô thì mình dùng theo ngữ pháp bình thường y ca đi với y tà tà nhưng chỗ này nó cũng có cái ghế nữa thì là không có trợ từ có tô là không có trợ từ hãy nhớ cái điều đó nhớ thế thôi à. Ở đây cũng thế ô nư rưng chú ý kinh tham mê tả thay vì không có tô chúng ta nói là ô nư rưng đúng không thêm trợ từ ưng nưng nhưng đã có tô rồi không có ưng nưng vào các bạn không thể nói ô nưng tô nưng được hoặc là ô nư rưng tô đây chúng ta thêm lần trước ở đằng sau thì cũng không được à, cho nên là à, ô nư rưng tô cũng không được ô nư tô nưng thì cũng không có tô là không có những trợ từ để hàng lượt bỏ à, cho nên chú ý cho cô ghi thêm một dòng đã có tô rồi thì lược bỏ hết trợ từ có tô là không thêm vào trợ từ nha nhưng riêng với e và e sơ thì thêm vào bình thường sẵn cô ghi cho các bạn luôn đối với những trợ từ như là ưng này rưng này y ca này hoặc là ưng nưng này thì là gì đây đã có tô rồi danh từ đi với tô thì không có những cái trợ từ này đi kèm nhưng
Đối với e và e sơ thì có thể e và e sơ thêm vào bình thường. E sơ, e và e sơ thêm vào bình thường. Thành là e tô và e sơ tô. Ghép lại được không? Thằng này rất quan trọng. Thêm vào bình thường không lược bỏ. Thêm vào đầy đủ chính xác, nhưng những cái thằng này thì lược. Nhưng đối với hai cái trợ từ e và e sơ thì cho bạn. Và kể cả sau này bài hôm số, sau này bài số 9 hoặc bài số 10 và số 11, bài số 11. Tầm bài số 10 11 vậy đó. Chúng ta học thêm cái ề kê hàm thê và kê nữa. Thì ề kê hàm thê và kê này cũng đi với tô. Là cho ai cái gì đó thì tới hôm đó cô sẽ gì đây? Cô sẽ cho các bạn học rồi, cô sẽ quay lại nói. Còn riêng các bạn học những cái trợ từ này thì gì đây? Tạm thời mình tìm hiểu tới đây thôi. Đối với ê thì ê sơ có thể nha. Bây giờ cô ví dụ. Hôm qua tôi đi đến siêu thị và cũng đi đến chợ. Rồi. Oje. Matte katsumnida. 그리고 시장에도 갔습니다. Đấy. Thêm vào phần rất là quan trọng, rất hay và xúc tích đối với Eves. Nhưng như thằng mấy thằng này thì không ha. Đó. 어제 마트에 갔습니다. 그리고 시장에도 갔습니다. Đi chợ và cũng à, đi siêu thị và cũng đi chợ luôn, đi cả hai. À, cũng đi cả chợ đây, cũng đi cả chợ. Tôi ăn hamburger và cũng ăn chicken. Tôi muốn ăn hamburger và cũng muốn ăn chicken luôn. Ăn cả hai cái. Ví dụ như là hôm qua tôi đã gì đây? Tôi đã muốn ăn chicken và cũng muốn ăn hamburger luôn. Hoặc là từng trước. Chín nan chu hoặc là chín nan chu chú mang. Cuối từng trước. Chín nan chu chú ma đê. Chín nan chú man cũng được, không cần gì đây. Chín nan chu cũng được. Chín nan chú ma đê. Chín nan chú ma đê. Hamburger. Hamburger. Mọc cô xíp hết. Thay vì quá khứ rồi các bạn. Thì gì đây, thay vì super thì ơ này nó bị thành ớ vì nó quá khứ. Super습니다. 그리고 chicken도 먹고. Bạn này chưa có tác hộp, cái loa tác hộp có loa. Hamburger 먹고 싶었습니다. 그리고 chicken도 chicken도 먹고 싶었습니다. Ấy. Đó. Cục như đây. Muốn ăn cả, đang muốn ăn cả cái chicken này luôn. Bây giờ đang học quá khứ cho nên cô chia lại những cái hình thức toàn là quá khứ ha. Bài hôm sau chúng ta sẽ làm bài viết này, sẽ chia về toàn quá khứ hết, học cái nào ứng dụng cái đó, học cái nào ứng dụng cái đấy. Rồi bây giờ hồi nãy có e rồi, bây giờ e sơ thử như thế nào đây? À, tôi học ở tại nhà cũng học ở tại trường, hoặc là tôi học ở tại trường cũng học ở tại nhà. Đấy, thêm một cái ở tại e sơ các bạn. Hành động nào ở tại địa điểm đó thì e, cái e và e sơ thì đều thêm tô vào á, thêm tô vào nó càng hay câu, nó càng hay câu, nó càng chính xác. Còn riêng những trợ từ này thì không.
Thì bây giờ cô ví dụ này. Tôi học tiếng Hàn ở tại trường, ở tại trung tâm và cũng học ở tại nhà. Ví dụ như thế. À. 한국어를 아 센터 아 그냥 센터 센터에서 한국어를 공부합니다. 그리고 집에서도 한국어를 공부합니다. 집에서도 đó. Học tiếng Hàn ở tại trung tâm và cũng học tiếng Hàn ở tại nhà. 시장에도 시장에서도 가에서 Tôi thích món ăn Việt Nam và cũng thích món ăn Hàn Quốc. Đấy, bạn. Việt Nam 음식 좋아해 합니다. 그리고 한국 음식도 좋아합니다. 베트남 음식은 좋아합니다. 그리고 한국 음식도 đây cũng thích ngoài Hàn Quốc luôn. 좋아합니다. Đấy, những chợ từ ương đương không cần. Tại vì chỗ này mình đâu có ê sao. Chỉ có những từ ương đương thì có tô không, những chợ từ không cần. Thêm vào sai mà nó cần logo thì là gì đây? Chỉ có ê và ê sơ tô ha. Nhớ từ cô. Rồi, cô ví dụ nữa. Chiều hôm qua, tôi cùng bạn đi công viên và cũng đi núi. Chiều hôm qua, tôi cùng bạn đi công viên và cũng gì đây? Cũng đã đi lên núi. Ở che chờ nhá. À, chiều hôm qua, tối hôm qua hoặc là ở che ồ hù gì đó. À đi Ohu đi cho hợp lý ha. Ở che Ohu cho nhớ thì nó hơi tối một xíu. Ở che Ohu e chín cu răng cả chi. Công nguồn e khát sâm nghỉ đa. 그리고 산에도 갔습니다. càng ngày càng lên cao, cái câu nó càng dài đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta càng nữa, sau này chúng ta học nữa thì bây giờ bắt đầu nói này. Khi chúng ta học những cái ngữ pháp nó nói câu với nhưng, vì, nên hay như thế nào đó thì học lớp 1 bắt đầu các bạn bắt đầu nói câu này. Đấy. Bây giờ dần dần đây này. Các bạn có thấy là cái câu này nó dài không các bạn? Đây, chỗ này nè. Bắt đầu tiến dần lên này các bạn. Tiến dần lên này. À, dần 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 cơ bản nâng cao nâng cao. Chúng ta đi từng bước từng bước. Bước chậm, bước nhẹ nhưng mà chắc. Rồi từ từ chúng ta bước lên. Một bước mà chúng ta lên 2-3 thang đây xong rồi nó bị hụt chân các bạn. Đấy. Cho nên là đi cứ từ từ. Nắm chắc kiến thức lớp 1. Kiến thức lớp 1 nó rất là quan trọng. Ví dụ như cái thùng mà không đáy thì làm sao giữ được nước.
cái nhà mà nền móng không chắc làm sao xây được là tầng 2, tầng 3. Xây đổ móng dựng cột lên là lại bị sụp hết rồi. Thì làm sao xây được lên tầng? Đó. Dần dần chúng ta mới đi lên này. Đó, từ từ ha, mới đầu là isini ta isini cá, nhưng dần dần đi. Những cái chúng ta đã học qua hết này.